Một người phụ nữ Mã Lai, Malaysia đó, Mã Lai tặng chồng một chiếc xe Lamborghini 650.000 đô với một điều kiện. À. Khi tôi sanh con, ông nhớ ở nhà đầy đủ sáng đêm để mà chăm sóc tôi và con mới sanh chỉ có như vậy thôi một cái chuyện đáng lẽ nó phải là hiển nhiên đúng không nhưng mà bây giờ đó thì phải là cho cho tiền ở à, cho cái xe thì hỗ, hỗ trợ hỗ trợ khuyến khích <laughs> cái chuyện này xảy ra ở tại Mã Lai và cái người đàn bà có bầu này đó mới có 19 tuổi thôi Ngọc Lan à, cái cô vậy cái cô cái cô à. cái cô này có tên là Anes Auni Osman 19 tuổi đã mang cái video mà tặng chồng một chiếc xe Lamborghini này lên trên TikTok ừ. hôm 12 tháng 3 và cho biết rằng là đã làm ngạc nhiên ông chồng vì mà khi dắt ông chồng tới cái dealer xe đó ừ. thì là bịt mắt lại đàng hoàng và nói rằng là anh chờ xem những cái ngạc nhiên tới đây rồi cái khi mà mở cái bịt mắt ra đó thì ông chồng thấy một chiếc xe Lamborghini màu xanh có buộc nơ màu đỏ và nói rằng chiếc xe này trị giá là 560.000 đô và tặng cho anh ngạc nhiên nhưng mà anh hứa là phải uh, chăm sóc cho tôi và đứa con mới sanh suốt ngày đêm đó. thì không biết là ông chồng chắc là đồng ý gạch đầu ngay chứ còn gì nữa tại Như vì chiếc xe sáu trăm năm mươi ngàn sáu trăm năm mươi trăm sáu đó và ừ. và ông này thì ôm vợ thấm thiết liền <laughs> nhìn hình mà nghĩ đến ta ha <laughs> Không, nhìn thấy ông chồng thấy, gì? thấy có vẻ một cái lời đề nghị Để nhận món quà Nó sẽ nghe nó chán đời quá. Ông chồng thì mới có 20 tuổi thôi Đã khóc và trong sung sướng Vì thấy chiếc xe này à, Cô này là một người Bán mỹ phẩm Dạo, Bán mỹ phẩm à, mình, mình 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 đi sai nghề rồi đó, đó Và cô nói rằng là à, Cuối tháng 3 này Cô sẽ sanh mổ đó Và sẽ đau đớn và sẽ ở nhà khoảng 3 tháng để mà tự theo dõi sức khỏe. Cũng như là chăm sóc cho baby đó. Nhưng mà vì thế cô nói rằng là cô muốn ông chồng phải hỗ trợ cho cô trong cái việc này. Cái video lên TikTok này đã nhận được hơn 1.5 triệu người xem. Và có 160.000 like đó, yêu thích đó. đó. Và rất là nhiều người ở trên TikTok đã gửi những cái lời chúc mừng đến cặp đôi này. Và nói rằng là đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng này thì dĩ nhiên rồi đó không có là khoảnh khắc mà là hạnh phúc nhất chứ còn là gì nữa <laughs>